chùa Ba Vàng nha mọi người. Đi. Đi lên đây hả? Đúng rồi. Đi lên đây đấy, lên đây lên lên chùa được luôn á. Đúng rồi, mọi lần thấy quay video thiền là đi như này mà. Wow. Quay đi. Quá đẹp luôn. Đúng rồi. Đấy, đi ngang không? Không. Đi thẳng chứ. Đi qua hồ luôn kìa. Đi. Đi cẩn thận nhá. Không nguy hiểm đấy. Đừng đi qua đây hả? Ừ. Cháu đi hơn 100 cây rồi lên đến đây đấy cô ạ. Cháu ở Thái Bình ạ. Vâng. Vâng, tận Thái Bình ạ. Gần giáp Nam Định. Xem ở trên điện thoại đấy nè. Nên là thích ạ. Thích ạ. Vâng. Đi được mấy bước thôi mà. Hả? Đi được mấy bước thôi mà. Vậy bảo đi đường kia không chịu. Đi đường nào? Ok, rất là hoang sơ hùng vĩ luôn mọi người. Hello các bạn. Wow, lên đến nơi rồi. Wow, trời ơi, đẹp chưa? Đẹp chưa mọi người ơi? Thiên nhiên này, quá hùng vĩ luôn nha mọi người. Còn đây là linh, còn đây chúng ta chuẩn bị đến là linh vật năm Giáp Thìn của chùa Ba Vàng. Rồng để lại gần du nộ người xem. Đẹp quá trời à. Thái Bình mình mà có vậy mình đi suốt ngày luôn. Đây linh vật rồng chùa Ba Vàng đẹp chưa. Đây đứng mẹ Quan Âm. Đây là hồ sen. Sen đó.
kia là một cái... Mình đi tít từ dưới kia lên đây rồi. Với ong kìa, tổ ong kìa. Đất lành ong đậu ấy, ong mới làm tổ á. Thấy không? Gì ba? À, đi vào đền điện tham quan cho mọi người. Chùa là nơi thờ phụng chư Phật. Để bảo vệ tài sản và phúc báu của mình, đề nghị quý khách cởi giày dép, cho vào túi ni lông và cầm theo khi đi vào chính điện. Sau khi lễ Phật xong, quý khách vui lòng đi tiếp lên nhà thờ tổ theo lối cửa sau. Xin trân trọng cảm ơn. Cho vào túi ni lông. Vâng, cầm hộ anh ơi. Mấy quyển để trong này ba lô này.
đây là tầng 2 nha mọi người.